Năm đó việc kinh doanh, đồ cổ của ba cô làm rất lớn. Có một lần trong cuộc bán đấu giá quy mô nhỏ, ông May đã bán rất là nhiều thứ. Một phần đấu giá là thu vào tiền mặt, nên ông May đã mời cảnh sát bảo vệ. Một cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ nhà cô, vì anh ta có cơ hội bước vào bên trong nhà cô, tận mắt nhìn thấy đồ đạc ở trong nhà, nên đã nổi lòng tham, đã tìm Chiêm Định Tuyên cùng nhau lên kế hoạch. Ban đầu muốn lên kế hoạch đã tính kỹ thời gian để xông vào nhà, nhưng thật sự không ngờ ba mẹ cô bỗng nhiên trở về, xảy ra xung đột, nên ba mẹ của cô đã bị giết chết. Nói vậy là viên cảnh sát phụ trách bảo vệ nhà con chính là... Cảnh sát đó chính là tù trưởng. Tường Vi à, theo như phán đoán của tôi, tù trưởng đó chính là ba của Dương Cường Đại, Dương Vũ Minh. Hơn nữa, lúc đó Dương Vũ Minh chết ở hiện trường, trên người có giữ đồ đạc của nhà cô. Chuyện này cô có biết không? Vật chứng đó bây giờ bên phía cảnh sát vẫn giữ. Cô có thể hỏi kiểm sát viên thử để xem có phải không. Con biết rồi. Cảm ơn bác Liên. Dương Cường Đại nói như thế nào? Kẻ phạm tội, ảnh chính là bằng chứng ngoại phạm của ba ảnh. Mình còn nhớ, trước khi Dương Vũ Minh tới, mình đã tông đứa bé trai bị té ngã trong cống. Thì ra đứa bé đó chính là Dương Cường Đại. Vậy thì đúng rồi. Điều này với những gì Chiêm Định Tuyên đã nói đều rất trùng khớp. Năm đó cậu Chiêm và tù trưởng đã lên mọi kế hoạch, nhưng mà xét cho cùng thân phận của tù trưởng khá đặc biệt, hắn cần phải có bằng chứng ngoại phạm. Sau khi đưa mọi người đột nhập vào nhà họ Uông, liền nhanh chóng rời khỏi đó. Như vậy nghe ra thì Dương Vũ Minh có mặt ở nhà của họ Uông không lâu, là có cơ hội để tạo chứng cứ ngoại phạm rồi. Tường Di, tôi mua đồ ăn tới cho cô nè. Tường Di, cô làm sao vậy? Cô thấy trong người không được khỏe sao? Lúc nãy tôi đi tìm ba cô. Ba tôi đã nói gì khiến cô lo lắng sao? Cô đừng để ông ấy làm ảnh hưởng Tường Di à. Bây giờ mọi thứ vẫn chưa rõ, nên cô vẫn phải tin vào Cường Đại, có biết không? Thật ra lúc nãy sau khi nói chuyện với bác Liên xong, tôi thật sự đã nghĩ rất nhiều. Tôi đang nghĩ, Cho dù ba của Cường Đại thật sự là tù trưởng, cũng không có liên quan tới Cường Đại. Dĩ nhiên tôi mong... Tuổi trẻ phù phiếm, già rồi mới hiểu. Hồi lúc ba còn trẻ thật đâu có hiểu chuyện, dễ bị người ta kích động. Nhưng sau khi ba ăn năn sửa đổi, cũng luôn làm việc tốt trong thời gian qua. Chẳng qua khi còn trẻ ba đã đi sai đường, mình không nên nghi ngờ ba. Tù trưởng đó đã lên kế hoạch vụ trộm gây ra bi kịch, chết đi. Có điều tội đó cũng rất đáng. Ngoài ra cũng còn có một chuyện bà vẫn chưa nói với con.
Chuyện gì vậy ba? Lần này ba ngất xỉu là do ung thư phổi. Hả? Chúng ta cứ để xem sao. Sống được bao lâu thì tin bấy lâu. Ba đừng có nói như vậy nữa mà. Ba nhất định không sao đâu, ba biết chưa? Điều mà ba không yên tâm nhất chính là con. Mong muốn lớn nhất của đời ba chính là nhìn thấy con xuất gia theo chồng, nắm tay con, yên tâm giao lại cho người khác. Một người đàn ông có thể bảo vệ con suốt đời. Ba sợ là mình sẽ không chờ được. Ba, bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Chúng ta nghĩ xem còn cách nào khác không? Ba nhất định sẽ không sao mà, được không? Ba nhất định sẽ không sao mà. Nhất định sẽ có cách mà. Có lẽ họ kiểm tra sai rồi. Bởi vì có anh, em mới hoàn chỉnh. Anh ngủ quên mất. Không sao đâu, anh vất vả rồi. Đâu có, đâu có. Cương Đại, em muốn hỏi anh một vấn đề này. Nếu như em chỉ nói nếu như cuối cùng anh điều tra ra sự thật, phát hiện ra ba anh không phải giống như những gì anh đã nghĩ, thì anh làm sao? Em đừng lo lắng, không có đâu. Xác suất ba anh không phải là tù trưởng lên tới 95% lần. Nhưng mà trên đời này vẫn còn có rất nhiều những trường hợp ngoại lệ. Có lẽ cũng có khả năng anh và bác Liên, hai người đã hiểu lầm nhau. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Hôm nay Liên Trọng Ngạn tới tìm em sao? Ông ta nói gì? Thật ra là em đi tìm bác ấy. Bác ấy nói là bác ấy không có tham gia vào vụ án đó. Hơn nữa, sau khi tù trưởng đã đưa đám người Kim Định Tuyên vào trong nhà rồi, liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cho nên ông ta có thể tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Anh nói cho em biết, Liên Trọng Ngạn trời sinh ra đã rất giỏi nói dối, nói rất nhiều điều không phải là sự thật. Nhưng mà Tường Di, anh sẽ chứng minh, anh sẽ nhanh chóng chứng minh cho em xem, chứng minh ba của anh không phải là tù trưởng. Cường Đại, thật ra em không cần anh chứng minh điều gì hết. Anh có biết không, bởi vì từ lúc nhỏ em đã mất đi tất cả. Nhưng bây giờ bởi vì có anh, đã cho em một lần nữa có được tình yêu. Cho nên em không mong có bất cứ nguyên nhân gì khiến chúng ta phải xa nhau. Chuyện đó đã xảy ra cũng rất lâu như vậy rồi. Cho dù là ba anh rốt cuộc có phải là tù trưởng không, cũng không ảnh hưởng tình yêu của em với anh. Em thật sự không muốn nhìn thấy anh luôn lún sâu vào trong đó. Cảm ơn em. Anh biết trước tiên là anh có vấn đề trước đây, là anh đã không nói cho em biết chuyện này. Với lại lai lịch của anh sẽ khiến cho em bất an. Nhưng mà anh hứa với em rất nhanh chuyện này sẽ nhanh chóng qua thôi. Đợi anh chứng minh rằng ba anh không phải là tù trưởng. Sau đó
chúng ta có thể không bị chuyện này làm phiền nữa. Sẽ sống cùng với nhau, có được không? Liên Trọng Ngạn từ chối cung cấp dấu chân tay. Chuyện này thật sự rắc rối rồi. Thế nào rồi? Chúng tôi đang bàn tới một số chuyện rất là phiền phức. Liên quan tới Liên Trọng Ngạn sao? Cho nên có cách chứng minh ông ta là đại ca thắng lợi à? Bây giờ chúng ta chỉ thiếu một bước, toàn bộ vụ án sẽ có thể tiến triển, sẽ tiến triển, sẽ tiến triển. Cường Đại, bây giờ Liên Trọng Ngạn không phải là nghi phạm của vụ án nào hết. Afia, nói với cậu ấy đi, cấp trên của chúng ta tiếp tục gây áp lực, kêu chúng ta phải nhanh chóng xử lý vụ án này cho xong đó. Sếp Thiết nói đúng á. Afia, cậu nói với cậu ấy, tôi vẫn không ngừng trao đổi, năn nỉ với cấp trên. Trao đổi? Đúng vậy, cho nên là thật ra mình với Afia đều rất là sốt ruột muốn phá cho xong vụ án này. Cậu có hiểu mình nói hay không vậy hả? Anh hiểu không? Sếp Thiết, anh ấy hiểu. Rất tốt. Tranh cuộn. Chúng tôi thông qua ADN của Tường Di xác thực vết máu trên tranh cuộn chính là máu của Ung Bá Nghị Ba Cổn. Nên bây giờ tôi muốn tập trung vào dấu chân tay máu để lại trên tranh cuộn. Dấu chân tay đó của ai? Dấu chân tay máu đó đối chiếu dấu chân tay của ba mẹ Tường Di, không phải là của họ, nhưng cũng không phải là của Chiêm Đình Tuyên với Nghiêm Trường Thái. Đúng vậy. Chúng tôi không loại trừ là Liên Trọng Ngạn, nhưng mà Liên Trọng Ngạn từ chối cung cấp dấu chân tay. Ông ta cũng không phải là kẻ tình nghi, nên rất khó cưỡng chế lấy mẫu. Liên quan tới vấn đề này, mình sẽ tiếp tục nghĩ cách. Bây giờ trọng tâm là tất cả mọi sự thật mấu chốt nằm ở thân phận của Liên Trọng Ngạn rốt cuộc là cái gì. Mình nhất định sẽ tìm mọi cách chứng minh Liên Trọng Ngạn có phải là đại ca thắng lợi không. Dương Cường Đại, bình tĩnh một chút đi. Nếu như cậu xem vấn đề này giống như là một bài toán khó, cậu sẽ mạnh mẽ bất khả chiến bại. Lai lịch của Liên Trọng Ngạn là gì? Ở trong giới hắc đạo không thể thay đổi thói quen phạm tội. Anh ta đã cắt nhà máy nước tương trước đây, lần này để tránh tòa án điều tra nên mới giả bình. Tiết mục bình luận chính trị này đang bàn luận cái gì vậy hả? Ông Liên, ông khỏe không vậy hả? Cậu vào phòng bệnh làm gì? Trời, tôi tới thăm ông mà. Nè, cái giỏ trái cây này gửi cho ông Liên đó. Còn món quà này tôi tặng riêng cho anh ha. Đi mở cắm quà đi ha, cắm quà giùm tôi đi ha. Trời, ông Liên à. Trời ơi, tôi xem tin tức thấy ông nhập viện nên tới thăm ông Liên đó. Bớt dở trò đi. Ông Liên, ông nói vậy không đúng rồi đó nha. Tôi thực sự có thành ý tới thăm ông đó. Thực sự là do tôi đang làm nhiệm vụ có rất là nhiều điều mạo muội, với lại đã làm phiền ông rất nhiều, xin ông bỏ qua cho tôi. Bởi vì trước đó mấy ngày tôi có nhận được sự quan tâm của Tổng trưởng Liêu, tôi mới nhận ra thực sự là có rất nhiều điều đắc tội với ông Liên. Trong lòng của tôi cảm thấy rất là áy náy. Nhận được tin ông nhập viện, tôi lại càng thêm lo lắng hơn nữa. Tôi ở đây thay mặt Tổng trưởng Liêu xin được trịnh trọng nói lời xin lỗi ông. Được rồi, tôi không phải là một người hẹp hòi, cậu thả lỏng một chút đi. Cảm ơn. Vậy tôi có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Hy vọng ông có thể cung cấp một số dữ liệu lấy mẫu không có tính xâm phạm. Nói cho dễ hiểu, đó chính là hy vọng ông có thể cung cấp dấu vân tay của ông để giúp chúng tôi thuận tiện thực hiện việc kết thúc vụ án. Đó là những kẻ phạm tội thì mới cần cung cấp. Tôi không có phạm tội thì sao phải cung cấp chứ? À đúng ha. Chính vì ông không có phạm tội cho nên ông càng có thể yên tâm hơn để cung cấp cho chúng tôi mà. Thật dơ dẫn. Trời, ông Liên à, ông thử nghĩ xem, bây giờ tin tức truyền thông đều đưa tin bừa bãi. Nếu như cứ để tin đồn đó lan truyền vậy, nếu ông hợp tác điều tra cùng chúng tôi, lúc đó họ lại nói gì vậy ông? Động cơ không đơn giản. Nếu ông từ chối kiếm bằng chứng, những từ ngữ bất lợi đó, tôi thấy nó sẽ ảnh hưởng tới chuyện ứng cử của ông. Tới lúc đó những đối thủ trong bầu cử của ông mà biết được hả? Wow, nó sẽ lấy ra làm đề tài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với những cử tri giống như ông đó. Nếu như Liên Trọng Ngạn từ chối tìm chứng cứ, vậy thì ý đồ của ông ta là gì? Đã rất rõ ràng rồi, điều đó có nghĩa là ông ta muốn che giấu sự thật của tội ác. Nếu như mà không phạm tội thì tại sao không hợp tác điều tra, có thực chứng minh mà. Ê, bây giờ tin tức hả, truyền thông đúng thiệt là các bạn lũ gì chính trị vô trách nhiệm quá đi. Một nhân vật chính trị trong sạch giống như ông đây mà bị bôi nhọ như vậy hả? Đúng là vu khống mà. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tôi chỉ muốn góp ý với ông Liên đây như vậy thôi. Tôi biết những điều ông nói đều là sự thật, không liên quan gì tới ông. Nếu như ông không phạm tội thì nên chủ động cung cấp dấu vân tay, giúp kết thúc vụ án, trả trong sạch lại cho ông. Vậy cũng dẹn cả đôi đường rồi.
Hoàng Tinh Tinh là Tiểu Chim giết, Tiểu Chim là do A Tân ra tay. Mình không có đích thân ra tay, không thể nào còn lưu lại bằng chứng gì. Hơn nữa là vụ án nhà họ Uông 23 năm trước vẫn đang được xử lý. Ngọn lửa của năm đó đã đốt cháy tất cả các bằng chứng rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn ông Liên đã hợp tác. Cảm ơn. Liên Trọng Ngạn tôi vàng thật thì không sợ lửa. Tôi tuyệt đối rất trong sạch. Phải, tôi cũng tin là ông Liên đây trong sạch mà. Điều này ông cứ yên tâm đi ha. Anh Cường Đại, anh tài giỏi quá. Sao xác suất tính toán có thể xác định Liên Trọng Ngạn sẽ theo chúng ta? A Phi, tôi chỉ cậu, con người của Liên Trọng Ngạn, tính cách của ông ta rất điển hình, không thể nói về tính cách. Thời gian này quan sát của tôi về Liên Trọng Ngạn, thực ra đặc điểm tính cách của ông ta rất rõ ràng. Ông ta luôn luôn cố tình tẩy trắng bản thân hoặc cắt đứt những chuyện có liên quan tới sai lầm và tội ác của mình. Có nghĩa là con người này có rất nhiều tham vọng để đạt mục đích, bất chấp thủ đoạn, là một người tự tin, rất tự tin cao độ. Ừ, đúng vậy. Hơn nữa, những kế hoạch mà ông ta đã vạch ra, ông ta không thích bị người khác phá rối. Liên Trọng Ngạn, các cuộc thăm dò cho thấy ảnh hưởng tới bầu cử của ông ta, cho nên thật ra chúng ta chỉ là kẻ thù phụ của ông ta. Điều mà ông ta quan tâm chính là dư luận xã hội. Đúng vậy. Vì điểm được gọi điện bình luận. Cho nên cậu thích xem chương trình chính trị? Điều tôi muốn nói tới chính là chỉ cần để Liên Trọng Ngạn xem chương trình. Tiến Ngơ, có báo cáo xét nghiệm rồi nè. Dấu vân tay máu trên tranh cuộn với vân tay của Liên Trọng Ngạn hoàn toàn khớp. Tốt quá. Nhưng mà sao để lại dấu vân tay máu? Hai người có còn nhớ thầy Nghiêm có nói, lúc đó bọn chúng gây án chưa được bao lâu thì chủ nhân của Uông gia trở về không? Sau đó Chim Định Tuyên với Uông Bá Nghị đã xô xát với nhau. Chim Định Tuyên dùng dao đâm Uông Bá Nghị. Đại ca Thắng Lợi thì bắn chết vợ của ông. Và phán đoán của tôi là lúc đó tay của Chim Định Tuyên vẫn còn dính máu. Hắn đưa tranh cuộn giao lại cho đại ca Thắng Lợi. Đại ca Thắng Lợi lấy nó bằng tay phải, cho nên đã để lại vân tay ở trên đó. Dấu vân tay máu này vô cùng lợt, phải dùng một nguồn sáng đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Do đó Liên Trọng Ngạn vốn không biết mình có để lại dấu vân tay. Sau khi vụ án xảy ra xong, rất được dư luận đặc biệt quan tâm, báo đài đưa tin. Liên Trọng Ngạn cũng có rất nhiều tang vật phải cần loại bỏ. Bức tranh đó trên mặt có dính vết máu, cho nên ông ta nghĩ là cất nó vào két bảo hiểm trước. Ông ta vốn dự định đợi chuyện này lắng dịu xuống mới đem bức tranh ra, nhưng mà hắn không ngờ là phải chờ tới 20 mấy năm sau. Gần đây ông ta tham gia ứng cử, đã mở một hoạt động bán hàng từ thiện. Ông ta không ngờ bức tranh này trước giờ chưa từng xuất hiện trên thị trường và là tác phẩm thật của Phổ Tâm Dư, có giá trị rất lớn. Do đó ông ta đã lấy nó ra. Vết máu ở bên trái bức tranh, mà tranh sơn thủy quan trọng nhất là chữ của họa sĩ, vốn không bị phá hủy. Ông ta đã cắt bỏ chỗ vết máu rồi đi đóng khung lại. Tới lúc đó lấy đem ra bán, trừ khi cậu đã xem bản gốc, nếu không sẽ không biết nó đã bị cắt bớt. Và vào lúc đó anh không khỏe hả? Không sao, không sao. Nhưng mà tôi nghĩ tới Tứ Đức là tôi cảm thấy tôi phải đi xử lý vài chuyện trước rồi mới đi bắt Liên Trọng Ngạn. Tiểu Thiết à, Dorothy đã từng nói với mình là nếu như mình thật lòng thật dạ quan tâm tới đối phương á, thì đối phương sẽ cảm nhận được. Cho nên mình tin là cậu sẽ không có vấn đề gì đâu. Cố lên nha Cường Đại. Những lời mà cậu vừa mới nói có hơi là mình cảm động đó. Mình nổi hết cả cái ốc rồi đây nè. Ướng quá đi. Mình cảm thấy là cậu á nên đi tìm Dorothy của cậu đi, con mèo lớn. Mèo. Đi thôi, xử lý án thôi. Trời ơi, cậu ấy giận rồi kìa. Cường Đại. Cô Tư Đức. Cô đang đợi ai hả? Tôi đợi Cường Đại tới đón tôi. Làm xong thủ tục hết chưa? Ừ,
Sao tôi thấy tâm trạng của cô không được tốt vậy? Tôi Đức à, bây giờ ông Liên à, không phải à, bây giờ sức khỏe ba của em sao rồi hả? Ba em không khỏe, nhưng mà ba em ngày mai có thể xuất viện rồi. Anh hiểu. Cường Đại, ba tôi thật sự không phải là người xấu gì. Ba tôi nói lúc đầu đều là do Chiêm Định Tuyên gì đó cùng với tù trưởng gì đó cùng lên kế hoạch, không có liên quan gì tới ba tôi. Cho nên hiểu lầm giữa anh và ba tôi, có thể ngồi xuống nói rõ được không? Anh đừng luôn nhắm vào ba tôi nữa. Tứ Đức à, có lẽ có một số chuyện hoàn toàn không giống như những gì cô nghĩ. Với tôi mà nói, ba cô là tội phạm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi không thể nói chuyện với ông ta. Anh có chứng cứ gì mà nói ba tôi là tội phạm? Tôi nói mà không có chứng cứ sao? Thời gian vừa qua, ông ta không ngừng tuyên truyền ra ngoài ba tôi là một tội phạm. Trong tay tôi có chứng cứ trong sạch của ba tôi. Cô nghĩ là tôi không có chứng cứ để chứng minh hành vi ba cô phạm tội sao? Chứng cứ ở đâu? À, này, anh thôi dựa đi, vào đi, đâu à, nói này, ba tôi là tội phạm? Bây giờ tôi cảm thấy thời điểm này là thời điểm nhạy cảm. Mọi người đừng có làm theo cảm tính nữa có được không? Giao cho cảnh sát xử lý đi ha. Cường Đại cũng có lập trường của cậu ấy mà. Không phải cậu ấy có ác ý nói vậy đâu. Lập trường của mỗi người đều khác nhau mà ha? Tường Di có nói mình cũng phải suy nghĩ cho hạnh phúc của bạn bè. Tứ Đức tôi không có cố tình cãi nhau với cô đâu. Tôi xin lỗi cô. Tường Di, chúng ta đi. Alo. Bây giờ chú Huân à, cảm ơn chú nha. Gần đây cô thực sự đang cần cái này. Ê, sao Cường Đại không đi chung với mấy đứa? Cường Đại, trường của ảnh có chút chuyện phải xử lý đó chú. Tứ Đức à, lúc nãy thật sự ngại quá. Cường Đại là người hơi nóng tính, nói chuyện hơi thẳng thắn. Đúng đó, tôi cũng thay mặt Cường Đại xin lỗi cô. Không sao, hai người đừng bận tâm, tôi không để ý đâu. Không sao. Chắc là giữa hai người họ có hiểu lầm. Em luôn tin tưởng ba em. Tiểu Thiết à, sau đó ADN đã chứng minh ba em không có tham gia vào vụ án, có phải không? ADN lần trước em cung cấp đúng là đã giúp cho bên pháp y cũng loại trừ vài nghi ngờ về bằng chứng vật chất, nhưng mà hoàn toàn không loại trừ khả năng ba của em tham gia vào vụ án. Cho nên bây giờ anh đang giả thuyết là ba em phạm tội sao? Không phải. Anh đang tiếp tục chứng minh ba em có tội và giả thuyết của anh có thể được thành lập. Anh đang xử lý vụ án như vậy, chẳng phải nên cần ngay từ đầu dùng vô tội để suy luận sao? Tứ Đức à. Tiểu Thiết, tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi. Cô Tứ Đức. Cô Tứ Đức. Tứ Đức à. Tứ Đức, em nghe nói hết đã có được không? Muốn nói cái gì? Tôi là con gái của tội phạm, lập trường chúng ta khác nhau, anh đừng có tiếp cận quá gần. Lập trường khác nhau là bình thường. Rốt cuộc em muốn thế nào thì chúng ta mới có thể trao đổi với nhau được đây hả? Chẳng lẽ em muốn thay đổi lập trường của anh sao? Thay đổi đi, anh có thể thay đổi sao? Nghề nghiệp của anh không thể thay đổi, lập trường của anh càng không thể thay đổi. Nhưng mà bây giờ điều anh muốn thay đổi nhất chính là rốt cuộc anh phải làm sao thì em mới hết đau buồn khổ sở. Tôi hỏi anh, bây giờ tôi phải làm sao mới hết đau buồn khổ sở đây? Người cha mà tôi thương nhất sẽ bị người mà tôi yêu nhất kết án và bỏ tù. Tôi làm sao mà không đau buồn khổ sở được? Em mới nói cái gì? Làm sao mà không đau buồn khổ sở? Không phải, câu tiếp theo. Đúng, tôi nói tôi yêu anh nhất thì làm sao? Nhưng mà giữa những giây cuối cùng của chúng ta, nó đã hoàn toàn kết thúc rồi, anh hiểu không? Hoàn toàn kết thúc rồi. Được rồi, vậy trước khi chúng ta kết thúc, em cũng cho anh nói hết đi đã. Sau đó chúng ta mỗi người mỗi ngã. Việc đầu tiên của anh vào mỗi buổi sáng thức dậy chính là nhìn vào điện thoại, xem em có gọi cho anh không, xem em có nhắn tin cho anh hay không. Bởi vì anh muốn nhìn thấy em. Ngày nào cũng cố tình đi qua,
rảo qua trường Nguyễn Thi với lại nơi mà em sống, xem có thể tình cờ được gặp em không. Anh biết em là một cô gái hiền lành lương thiện, nhưng mà em luôn luôn giả bộ mạnh mẽ, che giấu sự cô đơn. Em giấu những điều không vui, những chuyện đau buồn đều giấu ở trong lòng, không nói với bất cứ ai hết. Anh đều rất là hiểu, cho nên là anh lo cho em. Đúng, bây giờ quan hệ của chúng ta rất là phức tạp, nhưng mà anh cũng sợ phải đối diện với em. Rõ ràng anh rất quan tâm tới em, nhưng anh phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết. Anh thật sự đã hết cách rồi em à, bởi vì em hoàn toàn chiếm giữ trong suy nghĩ của anh. Em khiến cho anh không thể nào chuyên tâm để phá án. Tương Đức à, anh thật sự rất là yêu em. Anh đã yêu em lâu lắm rồi, cho nên là trước khi chúng ta vẫn chưa bắt đầu, anh không cho phép em tùy tiện nói kết thúc. Cho nên là Liên Tư Đức, anh lấy chức vụ cảnh sát viên, yêu cầu em phải chịu tất cả trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái gì? Chịu trách nhiệm mỗi khi em đau buồn khổ sở, để anh ở bên cạnh em, cho anh trong những ngày tháng sau này, hãy để anh chăm sóc em. Nhưng mà anh muốn nói cho em, cho dù kết cục có ra sao, thì sự thật chỉ có một mà thôi, chỉ có con đường tha thứ. Hành trình này có thể sẽ rất là dày dò, rất là đau khổ, và còn mệt mỏi nữa, thậm chí rất bất lực. Nhưng mà anh hứa với em, anh sẽ nắm chặt tay em, để cả hai chúng ta đi tới cuối cùng. Tôi rất cần em hiền lành như vậy, nhưng mà anh xin em nhất định phải mạnh mẽ lên. Tới rồi, tới rồi. Ông Liên, ông Liên, xin cho tôi hỏi. Xin ông hãy cho biết là hôm nay tôi không dừng phỏng vấn, thật sự ngại quá. Cảnh sát làm gì? Anh làm phiền. Chính ra. Lại là các cậu bám gì đi đói vậy? Liên Trọng Ngạn, làm phiền ông theo chúng tôi về sở cảnh sát. Tôi không rảnh. Sợ là ông không quyết định được đâu. Lần này không phải ông hợp tác điều tra, mà là ông đã bị bắt. Đã bị bắt cái gì á? Kiểm sát viên, tôi yêu cầu thực hiện quyền hiện diện. Anh muốn ca hát nhảy múa cũng được, chỉ cần đừng can thiệp vào quá nhiều. Tất nhiên. Ông Liên à, có người tố cáo 23 năm trước ông tham gia cướp phá đốt nhà của họ Uông. Đối với chuyện trộm cướp này, ông còn gì để nói hay không? Nằm ông có quen hay không hả? Mã Sa, theo thời gian Nghiêm Trường Thái cung cấp, ông thật sự có tới nhà của Mã Sa, với lòng thuyết phục vợ của anh ta cho ông ta vào trong nhà để ngụy tạo vật chứng. Sau khi xong việc, ông cho cô ta một món tiền thật lớn. Đây là sổ tiết kiệm của vợ Mã Sa. Lúc đó ông đã chuyển 8 triệu cho cô ta. Chúng tôi đã kiểm tra là tài khoản dưới tên của ông. Ông gửi nó cho cô ấy. Cô ấy cũng đã thừa nhận ông đã thuyết phục cô ấy. Ông còn mua chuột cô ấy nữa. Ông đã thông đồng với Diêm Đình Tuyên và Nghiêm Trường Thái, cố tình xóa sự thật, đem hết tất cả tội lỗi đổ lên cho một mình Mã Sa. Điều này chứng tỏ vào ngày 18 tháng 11 năm 1994, ông tham gia vào vụ cướp nhà họ Uông. Và tôi cũng có đủ bằng chứng để chứng minh rằng là ông là đại ca thắng lợi mà Chiêm Đình Tuyên và Nghiêm Trường Thái vẫn thường nhắc tới. Liên quan tới điều này, ông có điều gì bác bỏ không? À, ông Liên à, chuyện này, nếu như anh không có chuyện gì, đừng có cố nói. Lúc nãy ông có nói, luật sư Mã, ở đây không có chuyện của cậu.
cậu về trước đi. Chuẩn bị mọi thứ ra tòa. Dạ. Sếp Thiết, tiếp theo đây, tôi có một yêu cầu cá nhân. Tôi muốn xin mấy phút để nói chuyện riêng với Dương Cường Đại. Thời gian còn lại, tôi sẽ giao cho hai người nói chuyện. Tuyệt đối không được làm tổn thương nhau. Ý của tôi muốn nói là đánh người, cậu cũng không được lỗ mãn. Tôi sẽ bên ngoài giám sát hai người đó, không được làm càn nha. Ông muốn nói chuyện gì với tôi? Cậu đã chứng minh được tôi chính là đại ca thắng lợi. Sau này tôi sẽ sống ở trong tù. Tôi sợ sẽ không có cơ hội để nói. Tôi muốn nói với cậu, tù trưởng mà cậu rất quan tâm rốt cuộc là ai? Ông muốn nói với tôi tù trưởng là ai sao? Cậu không muốn biết à? Ông nói đi. Sự thật là tù trưởng chính là ba của cậu, Dương Vũ Minh. Không thể nào. Nếu như ông muốn khiêu khích tôi, đáng tiếc cho ông, ông đã không thành công. Tôi là đại ca thắng lợi. Tôi là người duy nhất biết được tù trưởng là ai. Tại sao cậu lại không tin? Bởi vì ông đang nói dối. Bản thân tôi biết chính xác sự thật là gì mà. Hơn nữa thì tôi là chứng cứ ngoại phạm của ba tôi. Bằng chứng ngoại phạm của cậu, nếu như nó có hiệu quả, năm đó lúc ba cậu chết, sao cậu không thay ba cậu phản bác, lại để cho ông ta nhiều năm bị du khống như vậy chứ? Bởi vì phía cảnh sát không thể nào tin lời nói của một đứa trẻ con. Là như vậy sao? Dương Cường Đại, tôi còn cho là cậu rất thông minh, không ngờ lại mù quáng và cố chấp như vậy. Cậu có từng nghĩ tới tại sao bằng chứng năm đó của cậu hoàn toàn không được chấp nhận? Đó là vì bằng chứng không đủ mạnh, không có hiệu lực. Cậu kiên trì như vậy, tin tưởng như vậy, nếu những gì cậu nói đều đúng. Nếu không thì cậu nói xem, bằng chứng ngoại phạm của cậu là gì? Năm đó người canh chừng hát quỷ đã bị bắt. Lời khai của anh ta là thời điểm gây án đó là 4 giờ rưỡi chiều. Mà vào thời điểm đó thì tôi đang ở bên cạnh ba tôi. Là như vậy. Duy nhất biết được tù trưởng rốt cuộc là ai nên nói sằng nói bậy ở đây với tôi sao? Tôi phải nhắc nhở cho ông biết, tôi đã không còn là cậu bé Dương Cường Đại năm đó. Bây giờ tôi đã có cách để bắt ông tới đây, thì có nghĩa là tôi sẽ có cách tìm được manh mối từ miệng ông khai ra tù trưởng rốt cuộc là ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.